Mình tên là Nguyễn Thị Phương Thảo. Sau đây mình sẽ quay trả bài mình sẽ ôn lại nguyên âm y trung tính. Thứ nhất, về mặt lý thuyết, âm y trung tính có khẩu hình miệng giống như chữ, giống như âm e trong tiếng Việt này, phát ra âm y có độ dài ngắn, lực mạnh dứt khoát. Y y y. Sau đây là các từ. Y y big big big. Từ to lớn. Sau này là từ đào. Y y e dig dig dig. Từ vây cá. E e e fin fin fin. Từ đính kim. E e e pin pin pin. Từ môi. E e e lip lip lip. Từ đánh trúng va phải. I i i hit hit hit. Từ con tàu. Ship ship ship. Từ tặng cho. Give give give. Từ bỏ cuộc. Quit 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 quit. Và âm nguyên âm và âm y dài. Âm y dài có khẩu hình miệng là miệng mở hết cỡ như cười, khóe miệng căng sang hai bên, đầu lưỡi chạm mặt trong răng hàm dưới, phát ra âm y dài có độ dài gấp đôi chạm âm y ngắn trong tiếng Việt. Y y y. Sau đây là các từ. Từ ăn. Y y eat eat. Từ biển. Y y see see. Từ thịt. E e meat meat. Từ cái cây. E e tua tua tua. Tree tree. Từ đọc. E e e we read we read 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 read. Từ cái lá. Leave.